Hello, xin chào tất cả bà cô nông dân và các bạn. Chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh của Thắng Vlog. Hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2020. Nội dung video ngày hôm nay mình xin được giới thiệu với chúng ta về cách chúng ta nhân giống cũng như là kỹ thuật trồng cây hoa thiên lý. Bây giờ thì mình sẽ đi bứt cây hoa thiên lý để mình trồng. Thật ra thì hoa thiên lý là một cái loài hoa rất là một loài cây rất tốt cho sức khỏe chúng ta. Thật sự thì mình cảm thấy rất là thích cây hoa thiên lý, không những là cái mùi thơm vô cùng dễ chịu của nó mà những cái tác dụng với sức khỏe con người chúng ta thì vô cùng là kỳ diệu. Chúng ta có thể sử dụng hoa thiên lý để dùng để nấu canh hoặc là xào với thịt bò ăn rất ngon. Và đặc biệt thì hoa thiên lý ngoài cái tác dụng là ngon miệng ra thì hoa thiên lý còn chữa được rất là nhiều bệnh cho chúng ta, như là bệnh mất ngủ và bệnh run kim, và cung cấp cho chúng ta một cái lượng vitamin cũng như là các chất xơ, các vitamin vô cùng là dồi dào. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách chúng ta nhân giống hoa thiên lý cũng như là cách chúng ta lấy giống cây hoa thiên lý. Đây các bạn nhé, đây chúng ta sẽ chọn những cái gốc nó già các bạn ạ. Chúng ta nên chọn những gốc già các bạn nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt ra như thế này. Đây, đây các bạn ạ, đây. Tức là khi mà chúng ta trồng xuống thì hoa thiên lý nó sẽ chính ở những cái mắt này, nó sẽ mọc ra những cái ta gọi là cái mầm các bạn ạ. Mầm nó sẽ mọc ra từ những chỗ mà những cái mắt này, nên là chúng ta trồng thì chúng ta sẽ khoai này như thế này, ta đặt xuống đất thì sau này những cái mầm nó sẽ mọc ra từ những cái mắt này các bạn nhé. Và về cái kỹ thuật trồng hoa thiên lý thì chúng ta cũng trồng rất là rẻ các bạn ạ. Thật ra thì chúng ta cũng chỉ cần đào một cái bồng, sau đó chúng ta sẽ chôn một ít bùn xuống dưới và chúng ta cho hoa thiên lý lên trên thì nó sẽ rất là nhanh lên và không bị chết. Do vì hoa thiên lý chúng ta nên trồng vào khoảng thời điểm là tháng 9, tháng 10 hoặc là tháng 7, tháng 8. Thì sau đó thì đến khoảng tháng qua Tết, khoảng tháng 3 thì cây bắt đầu trổ hoa các bạn nhé. Ok, video ngày hôm nay mình đã giới thiệu với chúng ta về những cái tác dụng cũng như là cách trồng và kỹ thuật lấy giống hoa thiên lý. Đến đây cũng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.